cái giá trị lớn nhất là về mặt kết nối giữa người với người. Về mặt kết nối là cái mà mình thấy là ở thành phố không có. Bởi vì khi ở thành phố, mọi người ai cũng lao đầu vào trong cái guồng quay công việc, và gần như là mọi người bỏ lỡ mất nhau ấy. Bỏ lỡ những cái lúc mà gặp nhau nói chuyện, cái thời gian gặp nhau nói chuyện nó sẽ không có quá nhiều như cái lúc mà mình còn nhỏ nữa. Thì lúc đó cái sự kết nối giữa người với người ấy, nó mất dần đi. Mình tên là Đỗ Thắng, hiện tại mình đang sống ở Tả Văn và năm nay mình 26 tuổi. Công việc chính của mình làm phim tự do. Mình đang khai thác về một cái đề tài, về một cái dự án phim tài liệu cá nhân của mình thôi. Nó sẽ là khai thác về câu chuyện về cuộc sống của những cái người ở trên này và cách mà họ sinh hoạt, mọi người hoạt động hàng ngày ra sao. Và trong cái đề tài đó thì mình cũng khai thác thêm về cái yếu tố là sự tác động của những cái người đến đây, như kiểu những vị khách du lịch hay là người Kinh hay là người nước ngoài đến đây và tác động vào văn hóa hay là cuộc sống của những người bản địa ở đây ra sao. Thì đấy là cái đề tài làm phim mình đang khai thác ở trên Tả Văn này. Cơ duyên, bởi vì trước khi mà mình định ở trên này làm phim thì mình cũng lên đây gọi là đi chơi và du lịch khá là nhiều. Thì sau khi mình lên đây một thời gian, chắc là cũng khoảng tầm 1 năm, mình cứ làm xong công việc ở Hà Nội thì mình lại thu xếp cái thời gian rảnh để đi lên trên này. Thì sau đó thì khi mà ở trên này một thời gian cũng gọi là được trải nghiệm cũng nhiều thứ ở trên này với cái mốc thời gian mà mình đi chơi và đi du lịch như thế, thì mình thấy là cái vùng đất này nó có một cái gì đó nó có sức hút với mình về mặt thiên nhiên, về mặt kết nối giữa con người và về cả những cái nét văn hóa mà mình trước đây mình chưa được thấy ở dưới miền xuôi nữa. Đó là lý do mà tại sao mình quyết định là mình chọn lên trên này và thực hiện một cái bộ phim cá nhân để có thể gọi là vừa có thể sống được ở trên này và vừa có thể kiểu làm được cái mình thích. Thì đó là lý do tại sao mà mình chọn sống ở trên Tả Văn và làm phim ở trên Tả Văn. Cái khó khăn lớn nhất là về mặt ngôn ngữ. Bởi vì đa số những người dân tộc ở trên này và những người bản địa, họ đều nói chuyện bằng cái ngôn ngữ riêng của họ, như là ngôn ngữ về của người Mông, của người Dao hay là của người Giấy. Những cái người trẻ thì họ có thể kiểu biết được tiếng Kinh nhiều và có thể giao tiếp được với các bạn bằng tiếng Kinh. Nhưng mà những cái người Mông mà lớn tuổi hơn một tí thì hoặc là những cái bạn mà nhỏ hơn ấy, thì sẽ khó về mặt giao tiếp trong cái ngôn ngữ. Thì các bạn chỉ nói tiếng dân tộc thôi, và khi mà mình nói tiếng Kinh ấy, thì các bạn cũng chỉ hiểu một phần thôi. Chứ là đấy là cái khó khăn khi mình thấy là làm phim trên này nó rất khó để có thể tìm hiểu sâu được về một cái người mà mình muốn nói chuyện, vì cái vấn đề ngôn ngữ giữa hai người nó không có sự kết nối mạnh với nhau. Chứ cái việc khai thác của mình nó bị gặp khó khăn khá là nhiều. Thì mình nghĩ đấy là cái vấn đề mà lớn nhất khi mình làm phim ở trên này. Với những cái người dân tộc mà những người lớn tuổi mà họ cái vốn tiếng Kinh của họ ít ấy, thì mình sẽ không trực tiếp khai thác câu chuyện từ họ kể ra, mà mình sẽ thông qua những cái người bên cạnh họ, như của những người trẻ hơn, họ có vốn giao tiếp với tiếng Kinh tốt hơn, thì mình thông qua những người trẻ đó để có thể kiểu nắm được cái câu chuyện của họ. Thì đó là cách mà mình giải quyết cái vấn đề về rào cản ngôn ngữ. Ban đầu thì mình nghĩ là nó kiểu khá là khó ấy, bởi vì hồi lúc mới lên thì kiểu cũng ngại giao tiếp, kiểu cũng ngại gặp gỡ người này kia nói chuyện. Nhưng mà sau một thời gian kiểu sống ở đây quen, kiểu tiếp xúc với mọi người khá nhiều, nên cái việc mà mình mở lòng ra để kết nối với mọi người dễ hơn, cho nên là cái việc mà giải quyết vấn đề về mặt ngôn ngữ nó cũng dễ dàng hơn, cũng không khó như cái đợt ban đầu mới lên nữa. Có ông nhà
Cháu thấy là phía bên tảo ba này vẫn chưa nhặt hết rồi. Vâng, vẫn có nhiều nhà cũng chưa nhặt hết rồi. Cháu chú gắn hết chưa? Nhà chú còn một tí, mới còn tí. Thế là thửa nhà mình ở phía bên này hay nằm như này? À, dùng nhà mình á. Vâng. Đây rồi, gắn hết rồi. Đấy, thế là đi lấy cột điện này. Để hôm nào cháu in dấu gửi cho chú. Vâng, gửi chú một cái nhé. Vâng. Tính thời điểm này thì chính thức thì chắc là mình cũng từ lúc mình quyết định lên đây là mình đã gọi là bắt đầu là làm cái dự án này rồi. Thì từ cái thời điểm đó đến bây giờ thì chắc nó cũng rơi vào khoảng tầm 7 tháng. Ban đầu thì mình có một cái deadline nó 3 tháng. Nhưng mà đến thời điểm này thì với mình deadline nó không quan trọng rồi. Quan trọng là khi là mình cảm thấy mình đủ, mình cảm thấy là mình muốn dừng thì lúc ấy mình sẽ dừng lại cái dự án này. Gặt được mấy hôm rồi ạ? Tuần này thôi. Có mỗi hôm này á? Tháng tháng có lần chiều. Lên đèo ngắm hoàng hôn không? Đây à? Lúc mình mới đến đây thì cái người đầu tiên mình quen là anh Thành. Anh Thành thì là một nhân vật cũng sống ở đây 5 năm rồi và cũng làm tour du lịch ở trên này. Thì lúc đó thì cũng là một cái khoảnh khắc sau Covid. Sau Covid lúc đó mình cũng chẳng biết đâu chơi, nhưng mà mình muốn đi một đâu đó dài ngày quá. Rồi lúc ấy mình tình cờ mình thấy được anh Thành có những cái ảnh kiểu rất đẹp về Sapa và mình thấy thích quá. Mà trước đó mình cũng đi Sapa cũng nhiều rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ được nhìn thấy cái gọi là cảnh quan thiên nhiên Sapa thực sự ấy. Mà các bạn biết là ở trên bản và thị trấn nó khác nhau rất nhiều. Nếu mà ai chưa đi Sapa thì sẽ nghĩ là trên Sapa là phải đi thị trấn. Nhưng mà ai mà đi nhiều rồi thì chắc người ta chỉ thích ở dưới bản thôi. Thì đó lý do tại sao khi mình nhìn thấy ở dưới bản, mình thấy rất thích và mình mới liên hệ anh Thành và lên trên này và đi cùng anh Thành. Thì trong cái quá trình đó thì anh Thành là cái người đầu tiên mà dẫn mình đi kết nối với tất cả những các mọi người trong bản. Mình là Hồ Tuấn Thành, sinh năm 95, đến từ Nghệ An. Phía trước thì có sinh hoạt rồi. Đại học và các thứ thì ở Hà Nội tầm 4 năm. Sau thời gian sống ở Hà Nội thì có nhiều cái vấn đề và cũng không thực hiện tiếp cái việc học đại học được nữa và dừng ở năm 3. Sau đấy thì là một cái cơ duyên thì một ngày đi book homestay ở Tả Van thì cuối cùng ở đến đây tầm 5 năm rồi. Thực ra một phần nó rõ ràng đấy là việc chạy trốn đấy, bởi vì rất là yêu Hà Nội. Nhưng mà khi mà mình quyết định dừng cái việc học đại học lại để sống cho cái đam mê của mình, đam mê hip hop ấy, để được nhảy, để được gọi là làm một cái công việc gì đấy tạo ra một cái thu nhập nó đủ sống thôi. Ngày làm 8 tiếng được, 10 tiếng được, nhưng mà cứ đến tối đến thì phải được đi tập nhảy, được ra sân. Thì biến cố là bị đứt dây chằng, mọi thứ thì nó rất là kiểu thời điểm rất là tệ. Thế năm 23 tuổi rất tệ thì nhảy cũng không được nhảy, mà còn ở Hà Nội là còn nhảy vì gần như tất cả anh em bạn bè mà gọi là chơi với nhau ở cái thời điểm đấy thì chỉ có bạn hip hop thôi. Chứ không có nhiều bạn bè kiểu khác, chỉ có hip hop hoặc rock thôi. Càng ở Hà Nội thì càng cảm thấy mình bí bách và mình tù túng. Tự nhiên thấy sao việc gì phải ở Hà Nội nhỉ? Và đúng là tuổi trẻ thì ở đâu vui thì ở thôi ấy. Thì là quyết định chưa biết là ở Sapa bao nhiêu lâu. Nhưng mà tạm thời mình dành cho mình cái thời gian nghỉ ngơi, không biết làm cái gì cũng được, để sống ở Sapa. Khoảng tầm nửa năm đầu là không có một đồng thu nhập nào ấy. Nhưng mà lại
không sợ chết đói, hay làm tình nguyện viên. Mọi người làm gì thì mình làm đấy, phụ bếp rồi là phụ xây dựng, làm tất cả mọi thứ thì được lo ăn ở. Rồi thời gian rảnh thì mình đi loanh quanh trong bản thăm thú và cũng ước mơ là có một cái hôm nhỏ nhỏ trồng hoa nuôi chó kiểu vậy. Thì mãi vẫn không thuê được một cái mặt bằng nào cả. Thế là một cái cơ duyên một buổi chiều đi tour, thì là cái tour đầu tiên mà mình làm được đấy là 7 khách, nhớ cái buổi chiều đấy, 7 khách. Thì có các nước, có 3 bạn của Đài Loan với lại là của Nga. Xong đi một buổi chiều đấy và mình về mình thấy là lần đầu tiên mình có một cái đồng tiền từ cái đam mê của mình, đấy là việc đi du lịch, đi chơi, giới thiệu những cái nơi mà đẹp cho mọi người. Thì lần đầu tiên mình làm việc xong lại kiếm được những đồng tiền đấy và lại kiếm được tiền đô, cảm thấy nó là một cái gì đấy nó lạ lùng lắm. Thế bắt đầu mình vui rồi, bắt đầu làm nghiêm túc làm việc cái đó. Nhiều cái đoạn khó khăn rồi cũng phải là chưa gọi là thành công ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì mình thấy là mình đã thay đổi được một hệ tư tưởng. Từ trước giờ là mình chỉ nghĩ là mình cần một cái công việc nó ổn, xong rồi là thu nhập từng đấy tiền thôi. Nhưng mà thực ra không phải. Từng đấy nếu mà mình mở rộng ra không phải vì mình tham thêm, mà thứ nhất là mình chia sẻ được cái công việc cho mọi người. Cái thứ hai nữa là mỗi người làm một việc và mình sẽ chỉ tập trung vào những cái việc mà mình làm tốt và mình vui thì mình mới làm bền và không mệt được. Còn nếu mình làm một mình thì từ A đến Z mình cũng phải làm. Có những việc khiến mình vui nhưng có những việc mà mình không có thấy hài lòng. Còn ở thời điểm hiện tại thì riêng mình thì mình thấy là mình đang làm đúng vai trò của mình ở thời điểm hiện tại. Có bộ máy phía sau hỗ trợ, rồi cũng dần dần về pháp lý, rồi có giấy phép, rồi thành lập công ty, mọi thứ nó cũng đi vào ổn định hơn. Và thu nhập nó giảm đi, nhưng mà không phải là căng thẳng như ngày xưa nữa. Còn có mọi người thì bây giờ là lúc mà mình cảm thấy là cái hướng đi nó được phát triển hơn rất là nhiều. Thì ở trong bản thì lại đa sắc màu đấy, có người thì chuyên về làm home, có người thì chuyên về nghệ thuật chụp ảnh, có người thì chuyên về cà phê đấy, có người thì chuyên về quảng cáo marketing, có người thì làm phim. Ở trong cái bản này thì mỗi người họ có công việc khác nhau, có những chuyên môn khác nhau, như kiểu anh Thành thì lại chuyên về làm tour, chuyên về làm tour, về dẫn khách đi trải nghiệm những cái cảnh đẹp xung quanh Sapa, hoặc là anh ấy có một cái công việc khác là làm homestay. Linh Đậu thì cũng là một người kinh doanh về homestay. Mình là Đậu Hiền, sinh năm 1996, năm nay 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Hiện tại mình đang kinh doanh homestay tại bản Tả Van, Sapa. Trước khi lên đây thì mình đã có khoảng thời gian 10 năm ở Hà Nội. Xong đấy là 4 năm học đại học và 6 năm đi làm văn phòng. Mình làm graphic design. Sau 6 năm đi làm thì mình thấy mình cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và thay đổi bản thân. Nên là mình quyết định là nghỉ ở công ty cũ và lên Tả Van ở 1 tháng để gọi là nạp lại năng lượng, sau đấy sẽ về Hà Nội để đi làm lại tiếp. Nhưng mà lúc mà mình lên đây 1 tháng thì mình thay đổi quyết định, mình quyết định là ở lại đây luôn và mình cũng chưa biết ngày mình quay trở về thành phố. Cái lúc mà bọn mình quyết định ở lại đây thì bọn mình chỉ nghĩ đơn giản là phải làm một cái gì đấy để có thể kiếm tiền đủ sống và phải có chỗ để ở. Thì cái mô hình mà mình nghĩ đến đầu tiên và nó phù hợp nhất đấy là làm homestay, bởi vì vừa có thể lưu trú ở đấy, vừa có thể đón tiếp các bạn khách và có thể kiếm được tiền và sinh sống tại đây.
Trước đây mình và partner của mình đều sinh ra và lớn lên ở kiểu thành phố ấy, nên là lại còn là con gái nữa, nên là cái gì cũng không biết làm, nấu ăn cũng bình thường hoặc là thậm chí là không biết nấu ăn chẳng hạn, rồi không biết làm gỗ, không biết làm điện, không biết làm gì cả. Nhưng mà sau khi làm căn nhà này thì kiểu thành thợ đụng ấy, đụng cái gì cũng biết làm. Thời đi làm thì bọn mình cũng đã được học về cách quản lý những cái nhân viên cấp dưới nữa, nên là lúc mà vận hành, đưa vào vận hành cái homestay thì bọn mình cũng không quá bỡ ngỡ. Bọn mình chọn làm marketing ở trên Instagram. Bọn mình chọn cái khách hàng đấy là bởi vì bọn mình hướng tới một chiếc homestay thật là gần gũi và hướng đến trải nghiệm nhiều hơn, nên là cái tệp giới trẻ mà follow sẵn bọn mình chẳng hạn, hoặc là những cái bài nội dung, bài viết ở trên Insta, trên fanpage, nó sẽ phù hợp với những bạn trẻ ưa trải nghiệm. Mà mẹ mình biết là mình lên đây ở ấy thì mẹ mình rất là lo, mẹ mình bảo là ở đấy có điện nước gì không. Mình mới phân tích bảo là đấy là bản du lịch nên là điện nước rất là đầy đủ, mà tức là bọn con sống với một cái tiện nghi của hiện đại nhưng mà xung quanh là thiên nhiên, và quan trọng hơn là bọn con có láng giềng giống như kiểu ngày xưa của bố mẹ. Ngày xưa của bố mẹ là trong một cái xóm thì tất cả mọi người đều chơi với nhau, đều biết ai là ai. Còn những cái năm tháng mà bọn con ở Hà Nội, cho dù ở chung cư, nhà sát sát nhau nhưng mà không biết ai là ai cả. Kiểu đến, xong rồi đến cái đợt Covid, đợt đấy thì mình còn ở một mình. Đợt đấy dính Covid thì chỉ kiểu vật vã một mình ấy, không có ai chăm sóc cả, thì mẹ từ xa rất là lo, kiểu hàng đêm vẫn cứ gọi điện, xong rồi kiểu ổn chưa? Kiểu, cho dù ở thành phố đi, ngay sát vách là có hàng xóm nhưng mà mình không bao giờ nói chuyện với người ta cả. Còn ở đây thì mặc dù cái khoảng cách từ nhà này sang nhà kia thì nó xa hơn mấy trăm mét chẳng hạn, nhưng mà chỉ cần có một việc gì phát là các anh, các chị hoặc là hàng xóm sẽ chạy sang ngay. Cái lúc mới lên đây ấy, thì mình ôm một cái ước mơ, đó là mình làm một cái gì đấy để phát triển cộng đồng. Ví dụ như là các cái homestay bản địa ở đây người ta không biết làm marketing, người ta không biết phải nhận khách từ đâu cả. Thì mình ôm một cái ước mơ là lúc mà mình ổn đây rồi, mình sẽ có một cái giống như kiểu agency ở thành phố ấy, là sẽ giúp người bản địa có thể marketing làm tốt hơn, rồi biết cách decor sắp xếp trong nhà để cho nó tiện nghi hơn. Thì lúc đấy chính những người bản địa ở đây người ta cũng sẽ tự có những cái nguồn khách riêng của người ta, người ta không phải nhận khách với giá thấp nữa. Nhưng mà để làm được cái đấy thì cần phải có một những cái người mà cùng chung chí hướng với mình, những cái bạn trẻ cũng lên đây sẽ góp tay để làm những cái đấy. Thì trước khi làm được cái đấy thì chính bản thân mình phải mạnh đã. Bản thân của cái việc cộng đồng người bản địa đấy là cộng sinh, là cộng đồng. Và mình đến ngày xưa thì mình nghĩ là mình sẽ giúp được một cái gì đấy cho mọi người, nhưng mà mình quên mất là mọi người cũng giúp mình rất là nhiều. Từ cái việc mình sống được ở đây nhờ cái văn hóa của mọi người, mình đang bán chính cái văn hóa của mọi người để sống. Và thậm chí mình còn học, đến bây giờ thì mình còn nhận ra là mình học nhiều điều hơn. Đấy là việc sống tôn trọng cái thiên nhiên, sống tôn trọng và biết quan sát cái thiên nhiên để sống. Cái việc mà nhìn thời tiết này, ví dụ như mà hôm nay đi tour mà thấy gió thổi từ dưới này lên, biết là một cơn dông rất là dài,
Đấy, cái độ ẩm mà trong không khí nó tăng lên một tí thôi biết à cơn mưa nó sắp đến rồi. Đấy, hoặc là ví dụ như theo từng năm chẳng hạn, năm này nó hạn hán thì kiểu gì cũng có mưa đá hoặc lốc xoáy. Nhưng mà năm nào mưa nó đến sớm một tí thì biết là à khí hậu năm nay rất là chan hòa. Đấy, ví dụ thế, hay là cái việc là làm sao để nhóm một cái lửa hay là làm sao để giữ lửa chẳng hạn. Mùa đông làm sao để giữ ấm thì ăn cái gì cho nó tốt cho sức khỏe, ví dụ như là những cái hương liệu, những cái dược liệu từ mọi người, là tắm lá thuốc. Làm sao những cái trường hợp nào, ví dụ những cái hôm gió lạnh như này, mình đi ra ngoài mà hơi bị mệt một tí, hơi bị cảm một tí thì phải đi tắm lá thuốc ngay, ngâm lâu một tí, chịu nóng một tí thì mình khỏe người hơn. Đấy là cái mà người bản địa người ta học, người ta dạy. Ở trên này thì chúng ta biết là không phải là người Kinh là người chiếm đa số, mà đa số đây là người dân tộc thiểu số, và họ có những cái nét riêng về văn hóa, nét riêng về cách ứng xử hay là cách giao tiếp, hoặc là thậm chí là cả công việc nó cũng khác với những người miền xuôi. Cho nên là khi mình lên đây mọi thứ mình nó rất là lạ và nó mới, cho nên là chính vì những cái điều mới lạ đó cho nó kiểu khiến cho mình học được rất nhiều điều từ những cái người ở trên này. Chỉ đơn giản như kiểu những cái công việc đơn giản của họ, như kiểu là họ đi lên rừng như thế nào, hay là họ vào rừng ra làm sao, hay là đi những cái đường nào, thì nó cũng là một cái đáng để mình học á. Hoặc thậm chí là cái đơn giản nhất như kiểu là việc xem thời tiết chẳng hạn, kiểu thế. Ở trên này thì thời tiết thất thường, như là để mà kiểu nắm được thời tiết thì chỉ có kiểu học người bản địa để biết được thời tiết, chứ dựa vào thời tiết trên này thì nó cũng không chính xác. Giá trị của vùng cao đấy là cái việc chúng ta không bị đứt những cái kết nối của chúng ta với lại thiên nhiên. Bởi vì bản thân chúng ta thì luôn có những cái sợi dây kết nối từ năng lượng hay là tần số, tất cả em tin vào những cái thứ đấy. Thì khi chúng ta ở cái môi trường thành phố, chúng ta lúc nào cũng phải đi giày này, chúng ta phải đóng những bộ quần áo, chúng ta thiếu cái vitamin D của nắng sáng sớm, hay là thiếu cái việc là đi chân đất, hay là giống cái việc là chúng ta về và chúng ta thấy được cái màu sắc của chúng ta ở trong mắt chúng ta, ở cái gọi là cái tầm nhìn của chúng ta nó bị thiếu đi cái màu xanh của tự nhiên ấy, thì khiến cho cái cơ thể chúng ta cảm thấy nó luôn bị bức bách và bí bách. Kiểu lên bản xung quanh kiểu đồi núi ấy, thế là cứ chỉ cần sáng dậy hít thở thôi mình cũng thấy cái hơi thở của mình nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Xong rồi mình có nhiều thời gian để ngắm nhìn xung quanh đồi núi, xong rồi nhận ra là ôi, mỗi ngày nó đều có một vẻ đẹp riêng ấy, chả có ngày nào giống nhau cả. Tự dưng nghĩ lại thấy quãng thời gian sống ở Hà Nội nó kiểu tại sao mình lại như thế nhỉ? Tại sao mình hàng ngày cứ đi làm xong rồi về ngủ, xong ngày mai lại đi làm xong rồi về ngủ, kiểu mình bỏ qua quá nhiều thứ ấy. Mình thấy mình bản thân mình thay đổi rất là nhiều, mình biết lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn, biết lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn. Mà cộng đồng của mình ở đây thì đa số mọi người ở đây toàn những người bỏ việc rồi bỏ học lên đây để sống. Và khi mà đưa ra một cái lời khuyên cho những cái bạn trẻ hay là những cái người đi du lịch ở trên này, và họ cũng đang gặp những cái vấn đề về mặt áp lực, về mặt tinh thần, và họ lên đây họ nói chuyện với mình ấy, thì cái lời khuyên đầu tiên của mình dành cho họ ngày xưa đấy là thôi bỏ việc đi là xong. Nhưng mà lời khuyên ấy thì đến bây giờ mình thấy nó khá là buồn cười. Còn hiện tại thì mình sẽ khuyên họ là nếu mà có thời điểm nào đó, một thời điểm nào đó rảnh, hãy dành cho mình những cái khoảng lặng, có thể là một vài ngày không làm gì cả, và ngắt hết mọi kết nối xung quanh mình, chỉ có bản thân mình thôi. Có thể đến một nơi nào đó ở thiên nhiên chẳng hạn, hay là một nơi nào đó ở Hà Nội nhưng mà yên tĩnh, thì khi có những cái khoảng lặng đó thì bạn sẽ có nhiều thời gian để hiểu được bản thân mình muốn gì và đặt ra những câu hỏi là mình muốn gì thực sự. Thì khi mà đã có những câu hỏi rồi thì lúc ấy bạn sẽ biết được là mình thực sự muốn cái giá trị về mặt vật chất hay là tinh thần, thì lúc đó bạn sẽ có cách để cân bằng được cái cuộc sống hay là những cái áp lực xung quanh bạn lúc ở thời điểm đó.